từ đất liền bằng các trạm phóng lưu động dưới nước tàu ngầm hay trên không theo báo cáo Sukhoi Su-30 và mẫu chiến đấu trên biển của Sukhoi Su-27 có thể mang lại tên lửa này. B-270 Moskit được sử dụng nhằm tiêu diệt các chiến hạm mặt nước, các tàu vận tải trong lực lượng các cụm chiến hạm công kích chủ lực, các lực lượng đổ bộ đường biển và các đoàn không vua quân sự, các tàu cánh ngầm và các tàu chạy trên đệm khí. Loại tên lửa này có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Việc phân loại chính xác loại tên lửa này không rõ ràng với rất nhiều các báo cáo khác nhau. Việc này là do việc giữ bí mật xung quanh các hoạt động quân sự. B-270 Moskit là tên lửa hành trình siêu âm sử dụng động cơ phản lực dòng khí thẳng. Kích thước của tên lửa, chiều dài 3M80, 3M80E, 9385mm, chiều dài 3M80MBE, 9745mm, đường kính tối đa của thân là 760mm, sải cánh góp vào mở cánh,

Moskit có thể đạt vận tốc cao nhất là 3 Mach và vận tốc tối thiểu để duy trì độ cân bằng là 2,2 Mach nhanh gấp 3 lần tên lửa Harpoon của Hoa Kỳ. Với các tên lửa có tốc độ thấp như Harpoon của Hoa Kỳ hay Exocet của Pháp thì theo lý thuyết tên lửa sẽ mất khoảng 120 đến 150 giây để có thể đâm vào tàu chiến của đối phương. Với thời gian này, các tàu chiến có thể phát hiện và vận hành hệ thống phòng thủ đánh chặn như phát sóng làm nhiễu, vận hành cơ phóng tên lửa đánh chặn hay vận hành pháo tự động chỉnh với tốc độ cao bắn vào tên lửa tên lửa Moskut có thể đánh chìm tất cả các loại chiến hạm và vô hiệu hóa cả tàu sân bay. Với 15 đến 17 tên lửa Moskut có thể tiêu diệt cả một cụm tàu hải quân công kích chủ lực. Tên lửa hành trình chống tàu 3M80 được đưa vào danh sách các tổ hợp tên lửa là tên lửa hành trình siêu thanh sử dụng động cơ phản lực của Nga, tên lửa có thể tiêu diệt tất cả các tàu có tốc độ tối đa nhỏ hơn 100 knots trong điều kiện nhiễu xạ của trang thiết bị tác chiến điện tử đối phương và các vụ nổ trong mọi điều kiện khí tượng và thời tiết, ngay cả trong trường hợp không gian tấn công chịu sự tác động của vụ nổ hạt nhân. Hệ thống tên lửa này do MKB Raduga thiết kế trong những năm 1970 làm phiên bản tiếp nối của B120 Malakit. Nhưng với tên lửa 3M82 thì khác, với tốc độ cực cao của mình, nó cho các tàu chiến khoảng 20 đến 30 giây để có thể phát hiện và vận hành hệ thống phòng thủ của mình. Hệ thống làm nhiễu sẽ không hiệu quả khi tên lửa đến quá gần, không đủ thời gian để vận hành động cơ, phóng tên lửa đánh chặn và tên lửa bay quá nhanh để có thể bắn vào nó với pháo tự động một cách chính xác. Moskit được thiết kế để chống lại các hạm đội nhỏ của NATO tại biển Baltic, Đan Mạch và Đức, tại biển Đen Thổ Nhĩ Kỳ và các vùng khác như Thái Bình Dương, Nhật Bản, Hàn Quốc và bảo vệ các vị trí trọng yếu của Nga chống lại mọi cuộc tấn công đổ bộ bất ngờ. Tên gọi B-230 được tin là mã sản xuất của lớp tên lửa này. Các biến thể ở lại tên lửa này được xác định có 3M-80M, 3 82 hay còn gọi là Moskit-M, còn các tên gọi bắt đầu bằng 3M được Krau đề nghị với Bộ Quốc Phòng là tên đề chỉ chính xác các loại tên lửa. 3M80 là mẫu nguyên thủy. mẫu 3M80 hay còn gọi là mẫu 3M80E để xuất khẩu được sản xuất năm 1984 có tầm hoạt động xa hơn mẫu nguyên thủy và mẫu mới nhất là 3M82 Moskit M có tầm hoạt động xa nhất của loại tên lửa này. ASM, MMS, Kh41 là mẫu dùng để phóng từ trên không. của... nhân 093B. Quý vị và các bạn thân mến, theo truyền thông Trung Quốc, những bức ảnh về tàu ngầm 093B được đăng trên tờ Hải quân Nhân dân của nước này và đây là lần đầu tiên truyền thông chính thức Trung Quốc công khai ảnh của 093B. Phân tích những bức ảnh 093B có thể dự đoán nó được chụp tại căn cứ đảo Tiểu Bình thuộc hạm đội Bắc, nơi nhiều loại tàu ngầm hạt nhân tấn công cũng như tàu ngầm hạt nhân chiến lược trang bị tên lửa đạn đạo của Trung Quốc từng neo đậu. Điều đáng chú ý nhất là phía sau tháp chỉ huy của 093B có một chỗ lồi lên, dường như cho thấy 093B được lắp đặt hệ thống phóng thẳng đứng, có thể trang bị 16 quả tên lửa hành trình tầm xa với tốc độ siêu âm như EJ18 hoặc DH10. Một phân tích cho rằng việc 093B được đưa vào phục vụ hàng loạt sẽ giúp hải quân Trung Quốc gia tăng năng lực tấn công từ dưới nước, cả đối với mục tiêu quan trọng trên đất liền lẫn mục tiêu là tàu mặt nước cỡ lớn. Trong bối cảnh Mỹ đưa hai cụm tàu chiến đấu sân bay USS John Stennis và USS Ronald Reagan đến Biển Đông hoạt động, việc Trung Quốc công khai ảnh 093B chính là nhằm vào CVN-74 và CVN-76.